Minasan, konnichiwa. Hi, xin chào mọi người. Tiếp tục trong series đọc báo ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một chủ đề liên quan tới thiên văn học và cụ thể chính là nói về các vì sao. Hi, ok, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau nghe qua một lượt bài báo này đã nhé. みんなが考えた星の名前はカムイとチュラ。星の研究をしている人などが集まる国際天文学連合は、まだ名前がない星の名前を世界の人たちに考えてもらうことにしました。日本では日本人などが見つけた2つの星の名前をみんなで考えることにしました。集まった1400ぐらいの名前の中から、一つの星はカムイに決まりました。北海道などに昔から住んでいるアイヌの人たちの言葉で、神という意味です。もう一つの星はチュラに決まりました。沖縄の言葉で美しいという意味です。これから世界の人がこの名前を使います。星を見つけた東京工業大学の佐藤文英先生は、とても素敵な名前になって嬉しいです。美しい星によく合っていると思います。と話しました。Chúng ta đã nghe qua được một lượt bài báo này rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng câu của bài báo này này. Tiêu đề ngày hôm nay của chúng ta là Minna ga kangaeta hoshi no name wa Kamui to Chura. Chúng ta có từ gì nhỉ? Hoshi. Hoshi là ngôi sao, vì sao đúng không? Chủ ngữ chính là đứng trước quá. Chúng ta có gì nhỉ? Name là tên này. Tên của cái ngôi sao mà ai nghĩ đấy? Minna ga kangaeta, mà mọi người đã nghĩ ra ấy. Đó chính là hai cái tên. Là gì đấy nhỉ? Kamui và Chura. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung cụ thể của bài này nhé. Đầu tiên này, hoshi no kenkyu o shiteru hito nado ga atsumaru kokusai tenmongaku rengo wa mada namae ga nai hoshi no namae o sekai no hito tachi ni kangaete morau koto ni shimashita. Trước tiên chúng ta thấy chủ ngữ ở trước quá này. Được chưa? Phần trước quá kia sẽ là chủ ngữ. Vậy thì chúng ta sẽ đi xem phần từ vựng trước này. Hoshi chúng ta biết rồi, chúng ta có từ kenkyu có nghĩa là nghiên cứu. Atsumaru là tụ tập, tập hợp, tập trung lại, được tập hợp lại, tự động từ cho mọi người nhé. Cả cụm từ Kokusai Tenmongaku Rengo chính là Hiệp hội Thiên văn Quốc tế. Được chưa? Ngoài ra, Sekai là thế giới này. Mẫu câu thì chúng ta có mẫu câu Vete Morau là nhờ ai đó làm gì đó cho mình. Và mẫu câu thứ hai chính là Veru Koto ni suru là quyết định làm một việc gì đó. Được chưa nhỉ? Vậy thì đầu tiên sẽ là phần chủ ngữ. Chủ ngữ chúng ta có Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đúng không? Nơi mà làm sao nhỉ? Có những người đang làm gì đấy? Nghiên cứu về những ngôi sao. Họ làm gì? Họ tập hợp lại. Được chưa nhỉ? Nơi mà tập hợp những cái người mà đang nghiên cứu về những ngôi sao nhá. Thì họ làm gì? Họ đã quyết định là này. Họ đã quyết định. Họ quyết định nhờ ai nhỉ? Nhờ tất cả mọi người trên thế giới suy nghĩ nhỉ? Suy nghĩ về cái tên của những ngôi sao mà vẫn chưa được đặt tên, vẫn chưa có tên. Ok chưa? Mình dịch lại cả câu này nhá. Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, nơi mà tập hợp những cái người mà gì nhỉ? Đang nghiên cứu về những ngôi sao, thì họ quyết định là họ sẽ nhờ tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau suy nghĩ về những cái tên của những ngôi sao mà vẫn chưa được đặt tên. Ok? Hãy đoạn tiếp theo này. Nippon dewa nipponjin nado ga mitsuketa futatsu no hoshi no namae o minna de kangaeru koto ni shimashita. Các bạn lại thấy được mẫu câu veru koto ni shimashita vẫn là quyết định là đúng không? Ở đây là ở Nhật này. Nippon dewa ở Nhật, người ta đã quyết định là gì nhỉ? Tất cả mọi người minna de sẽ cùng nhau suy nghĩ, đúng không? Sẽ suy nghĩ về gì nhỉ? Về tên của hai cái ngôi sao mà được người Nhật hoặc là những người của nước khác đã tìm thấy, đã phát hiện ra. Được chưa nhỉ? Hai, chị. Atsumatta 1400 ぐらいの名前の中から一つの星はカムイに決まりました。Câu này rất là đơn giản đúng không? Chúng ta có từ kimarimasu là được quyết định. Thì ở đây sẽ là gì nhỉ? Từ trong khoảng bao nhiêu đấy? 1400 cái tên đã được gì đấy? Đã được sưu tầm, đã được tập hợp lại đúng không? Thì có một ngôi sao này, hitotsu no hoshi wa, đã được lấy cái tên là gì nhỉ? Đã được quyết định lấy cái tên là Kamui.
はい、次。北海道などに昔から住んでいるアイヌの人たちの言葉で神という意味です。người ta giải thích cái ý nghĩa của cái từ kami kia, đúng không? Người ta nói rằng thì là gì nhỉ? Ở đây, trong ngôn ngữ này, trong cái ngôn ngữ của những cái người Ainu. Ainu là một dân tộc thiểu số của Nhật nhé. Trong ngôn ngữ của những người Ainu mà đã sinh sống ở đâu đấy? À, đã sinh sống từ xưa ở các nơi như là Hokkaido chẳng hạn. Thì cái từ gì nhỉ? Cái từ kami kia thì mang nghĩa là gì đấy? Kami là thần linh. Kami という意味です. という意味là có nghĩa là nha mọi người nhé, là một mẫu câu đấy. Ok, tiếp theo này. もう一つの星はチュラに決まりました. Còn một ngôi sao nữa thì đã được gì nhỉ? Đã được quyết định lấy tên là チュラ. Và người ta lại tiếp tục giải thích nghĩa của từ チュラ là gì thì ở phía dưới nhé. 沖縄の言葉で美しいという意味です. Người ta nói là gì nhỉ? Trong ngôn ngữ ở đâu đấy? Của nhỉ? Của Okinawa thì cái từ Chura này có nghĩa là utsukushi. Utsukushi là đẹp. Đúng không nào? Hay, tiếp theo này. Kore kara sekai no hito ga kono namae o tsukaimasu. Tức là gì nhỉ? Kore kara, từ giờ trở đi đúng không? Thì tất cả mọi người trên thế giới sẽ làm sao? Sẽ sử dụng cái tên này. Được chưa nhỉ? Hay, tiếp theo nhé. 星を見つけた東京工業大学の佐藤文英先生はとっても素敵な名前になって嬉しいです。美しい星によく合ってると思いますと話しました。chúng ta thấy ở đây có chủ ngữ ở đây đúng không? Là cái thầy có tên là Sato Bunge của trường Đại học Công nghiệp Tokyo, người mà đã phát hiện ra tìm thấy những ngôi sao này đúng không? Thì đã nói là nói là gì đây? Có hai vế này. Đầu tiên là thầy rất vui đúng không? Vì nó đã được đặt cái tên rất là tuyệt vời như thế. Ngoài ra thì làm sao? Thầy ấy nghĩ rằng thì là nó rất là phù hợp. Dỗ cự atteru là phù hợp này. Rất là phù hợp với những ngôi sao tuyệt vời ấy, những ngôi sao xinh đẹp ấy. Chưa? Hay, ok, chúng ta đã hoàn thành xong phần dịch rồi đúng không nào? Tiếp theo đây sẽ là phần luyện tập về phần từ vựng và ngữ pháp nhé. Trước tiên là phần từ vựng. Từ vựng đầu tiên mà các bạn cần phải nhớ ở trong bài này là chính là từ hoshi. Hoshi là ngôi sao này. Thứ hai, kenkyu. Kenkyu là nghiên cứu này. Sambang là sekai. Sekai là thế giới nhá. Số 4 là utsukushi, đẹp này. Số 5 là kokusai tenmon gakurengo, chính là Hiệp hội Thiên văn Quốc tế. Cuối cùng là Tokyo Kogyo Daigaku, là Đại học Công nghiệp Tokyo. Ok. Tiếp theo là phần ngữ pháp nhé. Ngữ pháp đầu tiên đó chính là mẫu câu koto ni suru. Kết hợp của chúng ta có veru hoặc là venai cộng với koto ni suru. Nói về những cái quyết định làm hoặc là không làm hành động về gì đó. Thể hiện cái sự quyết tâm trong một hành động gì đó trong tương lai. Hoặc nếu mà là veru koto ni shimashita sẽ là thể hiện cái việc đã quyết tâm làm gì đó. Đã quyết tâm, đã có quyết định làm gì đó. Được chứ nhỉ? Ừ. Hay ở mẫu câu số 2. Mẫu câu số 2 thực chất ra thì nó không xuất hiện ở trong bài này nhé. Thế nhưng mà mình muốn các bạn nhớ xếp tổ với cái koto ni suru. Nó đều dịch là quyết định là. Thế nhưng mà ở mẫu câu số 2 nó là gì nhỉ? Đi đến cái quyết định là. Có cái quyết định phải làm gì đó. Tức là cái mẫu câu veru koto ni naru này sẽ là một cái quyết định gì đó mang tính tự nhiên. Sẽ không rõ ai là người quyết định. Sử dụng khi nói một việc gì đó đã được quyết định, được sắp xếp bởi ai đó mà không phải chính bản thân người nói. Ok? Hãy, mẫu câu cuối cùng là tối ưu imi desu, là có nghĩa là này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài dịch ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kết luận sau nhé. Bye bye!